Hôm nay là sinh tháng 3, là cứ vào dịp tháng 3 ngày 20 là sinh nhật của anh. Năm nay thì tụi em đã thấy anh Lam Phương tươi và trẻ hơn mọi năm nữa. Có lẽ là tình yêu của mọi người dành cho anh càng ngày càng nhiều. Vì vậy cho nên là trước hết chúng ta hãy ca một lần nữa bài birthday thật là vui tươi. Xin mời tất cả quý vị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Anh Lâm Phương nói đôi lời đi, Lâm Phương. À, mình chị giờ mình có hai và đã thổi một hai ba ai đứng rồi thổi. Em thổi luôn, em đại diện. Trời ơi, đại diện đi. Đúng rồi nha, em phải đứng đây cho tôi thấy cái miệng. Thôi đây thằng thổi rồi, thổi rồi, đứng bên đây rồi, tụi em thổi nhỏ anh nghe. Hai ba.